đã bật mí ở tập trước, năm chàng trai và một cô gái cuối cùng của Người Ấy Là Ai mùa 3 đã chính thức xuất hiện. Và bây giờ, hãy cùng gặp gỡ những chàng trai đặc biệt và thú vị được tổng hợp, gom góp lại cho Mai Tường Vân. Mời quý vị cùng gặp gỡ Hồng Sơn. Ladies and gentlemen, năm chàng trai đã làm một con đoạn. Cẩn thận em ơi, không sẽ bị loạn choạng. Không cần vũ khí và không cần cung tên. Chỉ một ánh mắt chủ động nhìn lên. Anh thấy rồi xét có ai còn độc thân. Minh Anh. Mạnh Hà. Vinh An. Và Bảo Ân. Vâng, và đây là năm chàng trai của Người Ấy Là Ai. Năm chàng trai và một cô gái nhà. Hỏi nhẹ em là thế, trong dàn siêu mẫu nam này có ai nằm trong gu của em không? Trước hết thì đây đều là chất dinh dưỡng rất là tốt. Hài hước hết chưa? Vitamin A, vitamin B đấy. Đấy, tập hợp bù cả luôn. Đón xem Người Ấy Là Ai mùa 3 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Pion luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Pion không thể rời mắt.